nhớ đếm đủ nha. Ok, làm lại lần nữa nè. Nhanh hơn chút đi em, nhanh hơn chút. Thiếu hai phách đó anh Quang, thiếu hai phách, cuối cùng bốn và đó à, nhớ đếm nha, đếm không được đi theo quán tính. Làm lại lần nữa. Đánh dư phát à, lại lần nữa nha.